Hello các bạn, mình là Sang Hí và chào mừng các bạn quay trở lại với Techroom. Khi mà sử dụng chiếc iPhone thì đôi khi mình lại xuất hiện một cái nhu cầu nghe cực kỳ buồn cười nhưng rất là hợp lý. Đó là không muốn ai mà xóa bất cứ một ứng dụng nào trên điện thoại của mình. Đôi khi cái máy bạn dùng nhưng mà lại do bố mẹ hay người khác quản lý. Bố mẹ các bạn thấy bạn tải game hay ứng dụng nào đó thì không thích và xóa đi. Đương nhiên là các bạn không thích chuyện đó rồi. Hay là các bạn giao điện thoại cho em út con cháu ở nhà chơi nhưng mà lại sợ bọn nó xóa những app quan trọng trên điện thoại của bạn. Thì cách nào để đảm bảo là trên chiếc iPhone của bạn sau khi quay về tay bạn thì còn nguyên vẹn tất cả các app? Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách đó. Nói nghe dài dòng kỳ công như vậy thôi nhưng mà cách thực hiện lại vô cùng đơn giản. Bắt buộc anh em phải có một chiếc iPhone và chiếc iPhone này thì phải chạy iOS 12 đổ lên. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đầu tiên các bạn mở ứng dụng cài đặt lên, tìm đến phần thời gian sử dụng, nó nằm ngay dưới phần không làm phiền này. Bấm một cái là ra, các bạn kéo xuống bên dưới, chọn vào phần bật giới hạn. Ở phần này thì các bạn tìm đến phần mua hàng bằng iTunes và App Store, chọn vào phần này. Tùy các bạn đã sử dụng cái này trước chưa, nó sẽ yêu cầu mật khẩu. Ví dụ mình đã set mật khẩu trước để bật giới hạn rồi thì mình sẽ bấm mật khẩu vào đây. Còn nếu bạn chưa dùng bao giờ thì chỗ này nó sẽ trống trơn, các bạn vào và thao tác là xong. Ở phần này chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn. Thứ nhất là cài đặt ứng dụng, xóa ứng dụng và mua in app. Ba cái tùy chọn này theo mình là áp dụng được khá là nhiều trong thực tế. Ví dụ như là cái cài đặt ứng dụng này thì các bạn sẽ tắt đi, tức là sẽ không có ai mà cài đặt ứng dụng trên điện thoại của bạn mà không phải là một đính chính của video này. Hay là phần mua in app, các bạn giao máy cho con nít ở nhà nhưng mà sợ bọn nó lại vô game rồi mua đồ trong game tốn tiền của bạn thì các bạn có thể tắt cái này đi cũng được luôn. Nhưng mà phần chính là phần xóa ứng dụng. Ở phần này chỉ cần các bạn chuyển sang phần không cho phép thì không có bất cứ ứng dụng nào trên điện thoại của bạn có thể bị xóa đi cả. Dù mình làm cách nào đi nữa thì cũng không thể xóa bất cứ một ứng dụng nào, dù là những ứng dụng bên thứ ba, Facebook, TFT, Facebook Live, thì không có ứng dụng nào trên điện thoại của mình có thể bị xóa đi cả. Thật ra đó là một cách tận dụng cái mẹo bên trong iOS 12 với tính năng bật giới hạn lên. Nó có thể là không an toàn hoàn toàn nếu mà bố mẹ hoặc là người thân của bạn đã xem trước được cái video này và biết rõ là chúng ta bật cái phần bật giới hạn lên thì người ta sẽ vô phần đó và tắt đi là được. Và để đảm bảo an toàn thì các bạn làm giống như mình, đặt thêm một cái mật khẩu ở phần giới hạn nữa là như vậy. Không ai có thể xóa, cài đặt hoặc là mua bất cứ gì trên điện thoại của bạn nếu các bạn bật cái tùy chọn đó lên. Rất là đơn giản, tận dụng một tính năng có sẵn trên iOS và quản lý thiết bị của bạn tốt hơn. Các bạn thấy cái thủ thuật ngày hôm nay như thế nào? Để lại ý kiến bên dưới phần bình luận của video này nhé. Trong quá trình thực hiện thì có gì phức tạp hay khó khăn, comment, mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn hết sức có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.